Đó là điều cơ bản nhất của tình yêu mà anh ấy đã không làm được. Anh ấy chưa bao giờ thật sự hiểu và chấp nhận Hà Lan, cái cuộc đời của mình, ngàn chị yêu mình, bản thân của mình mà thôi. Là người đàn ông mà làm cho phụ nữ khổ thì làm sao mà là chỗ dựa cho cô ta được. Thuyết âm mưu nghe. Bởi vì tất cả đều là sự tính toán của con Hà Lan đó. Xin chào các bạn, anh là anh Nguyễn Hữu Trí, mắt liếc. Ngày hôm nay ta sẽ đi cà khịa cái phim Mắt Biếc. Cho nên các bạn đã sẵn sàng chưa? Còn anh chưa sẵn sàng. Tại vì liếc như vậy nó mỏi chết mẹ luôn. Ok. Thứ nhất, hai thứ anh lưu ý trước. Well, đầu tiên là nếu bạn chưa coi phim Mắt Biếc thì trong cái reaction này sẽ có spoiler. Ta sẽ spoil banh chành cái phim này luôn. Và sau khi tao spoil và tao chửi xong, tụi bay sẽ không muốn đi coi phim đó nữa. Cho nên đứa nào chưa đi coi mà thấy bà con coi nhiều quá muốn đú trend thì lo mà đi coi đi. Cái thứ hai là nếu các bạn là một người thân tượng say mê phim Mắt Biếc thì ngày hôm nay tao cà khịa cho tan nát cái phim này luôn. Ok. Thật ra đây là hành động đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn, bởi vì đây là bộ phim đang làm mưa làm gió trên thị trường và rất nhiều người ca ngợi lên Facebook, chỉ thấy toàn những lời ca ngợi và mỹ từ dành cho Mắt Biếc mà thôi. Cho nên là khi mà anh nghe học trò cộng sự của anh đạp đầu anh đi coi để đem về làm reaction, tôi coi xong bây giờ tôi chửi tụi nó bánh chành luôn. Và anh quyết định làm cái reaction này thì một số bạn trong ekip nói với anh là anh Trí, anh có chắc là anh muốn nói hết những điều anh tính nói trong reaction hay không? Và câu trả lời của tao là có. Tại sao? Tại vì tao không phải là cái thằng lưng khưng nữa và như thằng Ngạn. Tao là ông quéo O'Ray, hay còn gọi là mắt liếc. Cho nên một khi ta có quan điểm, ta sẽ chia sẻ một cách rất thẳng thắn, chân thành và quyết liệt, chứ không có ỏn ẻn nữa vời như thằng Quỷ Ngạn được. Ok, và tao nói trước là tao sẽ chửi cái phim Mắt Biếc. Tại sao? Tại vì tao là Dũng, chứ tao không phải là Ngạn. Có thể là bộ phim Mắt Biếc có được sự đồng cảm của rất nhiều những bạn trẻ, đúng không? Hai thứ thôi, đồng cảm với cái sự mặc cảm nhất định, cái sự tự ti nhất định, cái ngày mà chúng ta lên thành phố và chúng ta ra trường đi làm, chúng ta bước vào một cái môi trường rất là mới, rất là hào nhoáng, rất là áp lực, sự thay đổi quá lớn. Rồi mình có chắc chắn sẽ có những cái khoảnh khắc của cái sự tự ti, cảm thấy hơi cô độc, hơi yếm thế, thua sút người này người kia. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai mà nghĩ là lý do mà phim Mắt Biếc nó spread like wildfire, đúng không? Nó lan như cháy rừng luôn, là bởi vì cái đồng cảm thứ hai đó là đồng cảm của những người đồng cảm được với Ngạn trong cái sự rụt rè, trong cái sự yếm thế, trong một cái tình yêu rất là cao thượng và yếm thế, những cái khoảnh khắc nuối tiếc nhất định. Alright. Còn lại thẳng thắn là anh không đồng cảm được cái phim này, bởi vì như anh đã nói, tao là Dũng. Ok, mặc dù anh cũng trải qua những giai đoạn là Ngạn trong tuổi trẻ của mình, trong công việc của mình, nhưng anh không thể nào yếm thế như là Ngạn được. Ok, anh nói qua chút xíu về cái điều đó. Đó là cái ngày anh nhiều cái điểm tương đồng rất là dễ thương giữa cuộc đời của anh và cái bộ phim Mắt Liếc đó. Đó là năm 18 tuổi khi anh đi sang Singapore để du học, thì một cái sự trùng hợp rất là dễ thương là ngày anh đi học, trên lưng của anh là cái đàn guitar. Anh có một cái vali, hai cái túi đồ, cái ba lô phía trước và cái đàn guitar sau lưng. Thì cái đàn guitar là cái đàn guitar thùng, đúng không? Thì cái ngày anh qua Singapore thì đúng, anh là Ngạn. Và rồi anh đã qua Singapore và choáng ngợp với lại cái môi trường cực kỳ năng động ở bên Singapore. Và rồi mình cũng ở thời điểm đó vẫn có chút hoang mang, tự ti, rụt rè, và nó đánh mất luôn cả cái rất là nhiều ngày tháng đầu tiên của anh chơi với trong cái sự hoang mang đó. Cho nên anh hoàn toàn đồng cảm được, thậm chí anh nhìn thấy chính anh trong hình ảnh của Ngạn cái ngày anh lên thành phố và mang theo cái đàn guitar thùng. Ok, nhưng chỉ trong vòng một năm sau đó, tao đã lên guitar điện. Ok, một năm sau đó anh
nỗ lực rất nhiều, anh đi làm thêm để dành tiền mua cái guitar điện đầu tiên của anh, đúng không? Một cây Les Paul, ok, it's beautiful, right? Rồi anh có ban nhạc rock của anh, đúng không? Rồi anh chơi guitar điện. Cả cái thời sinh viên của anh là những ngày tháng để wow, thích nghi, học hỏi, nghịch ngợm, yêu đương, you know, all of that. Ok, cho nên về mặt cơ bản là phần lớn của tuổi trẻ và thời sinh viên của anh tao là Dũng. Ok, là thậm chí hồi đó khi mà anh chơi game, đúng không, thì cái nick trên game của anh là Lady Killer. Alright, chỉ có hai điểm mà anh khác Dũng thôi. Thứ nhất đó là anh chơi quẩy bánh chành nhiệt tình giống như Dũng, nhưng anh có điểm số của ngàn. Anh vẫn tốt nghiệp top ở trường đại học của anh. Và rồi cái thứ hai mà anh khác Dũng đó là anh luôn xài bao cao su. Đó mới gọi là thật sự nghĩ cho người khác, mình phải bảo vệ họ, đúng không? Cho nên là anh luôn có bao cao su, thậm chí hai cái, đúng không? Cho nên là hey, đến phần sau của thời sinh viên của mình, anh đã là Dũng. Ok, nghịch ngợm, rồi quậy phá, trải nghiệm rất là quyết liệt, theo đuổi tất cả những cái trò ngông cuồng cho tuổi trẻ của anh. Ok, chỉ là anh tốt nghiệp với kết quả tốt nghiệp của ngạn mà thôi, đúng không? Thì wow, tiếp theo anh trải nghiệm thêm một lần nữa cái cảm giác của ngạn. Đó là cái ngày lúc anh lên năm tư đại học, thì bạn gái của anh lúc đó tốt nghiệp trước anh năm, cho nên là chỉ ra trường đi làm. Và khi ra trường đi làm thì nó lại là một cái sự chuyển từ một đứa sinh viên sang một người đi làm. Thì cô bạn gái của anh bị choáng ngợp bởi cái thế giới của người đi làm. Ok, của những người kiếm được tiền, của những người tự tin hơn, you know, dẫn dắt những cái dự án hành tráng hơn. Để rồi sau mấy tháng, đúng không, thì cô ấy cho anh một cước thẳng vào mặt luôn, băng dính vô chắc, và kết thúc mối tình thời sinh viên của anh. Bởi vì cô ấy yêu một anh chàng tên giống anh, hơn anh 10 tuổi, lái xe hơi. Alright, thì anh cũng rơi vào sự suy sụp, right? Và anh đã nguyền rủa cuộc đời này. Ok, và căm ghét, you know, trải nghiệm đó, cái sự bế tắc, cái sự tự ti và mặc cảm đó. Má, thằng cha đó chỉ hơn tại chiếc xe hơi là 10 tuổi thôi mà, right? Nhưng anh nghĩ là cái điều dễ thương đó là anh không sống với cái sự bế tắc đó quá lâu. Alright, anh quay trở về Việt Nam, gặp lại cái cô bạn gái đó của mình và hỏi thẳng cô ấy là: em thật sự vì cái anh chàng đó mà bỏ anh à? Và cô ta không trả lời được. Và anh nói: well, thôi thì nếu đó là lựa chọn của em thì well, anh mong là em hạnh phúc. Và tao quay lưng 180 độ, tao bước thẳng ra khỏi quán cà phê đó mà không một khoảnh khắc nào ngoái mặt nhìn lại hết. That's me, man. Alright, để rồi năm tư đại học thì khi mà anh vượt qua được những cái cảm xúc, you know, cái sự đổ vỡ đó, thì anh tìm thấy Hồng. Là một cái cô bé, you know, đã có để ý một chút, và anh bước vào năm nhất, nhưng mà ở thời điểm đó bọn anh đều có người yêu hết rồi. Thì năm tư bọn anh gặp nhau, right? Và rồi anh cùng Hồng quay trở về làng Đo Đo, là thành phố Hồ Chí Minh, là quê của anh. Năm nay 35 tuổi, 36 tuổi, thì anh cũng là một ông thầy đi gõ đầu trẻ, đi dạy trong suốt 15 năm qua. You know, chỉ có khác một chút xíu thôi, đó là anh quay trở về và anh không dạy trong cái ngôi trường mà ngạn đã học khi mà cậu còn nhỏ, đúng không? Anh dạy cho doanh nghiệp, anh dạy cho những tập đoàn đa quốc gia, right? Anh dạy cho những doanh nghiệp lớn hàng đầu ở Việt Nam. Và rồi anh xây dựng một cái ngôi trường của riêng anh để dạy những cái điều mà anh tin là ý nghĩa hơn, để góp phần thay đổi cái làng Đo Đo đó, đúng không? Chứ không phải là gìn giữ cái
you know, những cái suy nghĩ, những cái giá trị, những cái thói quen và tư duy truyền thống tạo nên cái sự nhếch nhác nhất định của cái ngôi làng Đo Đo đó. Ok, và rồi dĩ nhiên là anh cưới Hồng. Ok, và tới thời điểm này bọn anh hạnh phúc với nhau được 12 năm. Có hai đứa con, it's beautiful. Có 12 cái công ty, you know. Và anh nghĩ là cho tới thời điểm này anh mang lại được sự hạnh phúc cho cô ấy, you know. Cho nên thẳng thắn mà nói đó là anh hiểu cái trải nghiệm mà Ngạn trải qua. Nhưng có thể có những bạn Ngạn đâu đó ngoài kia, but not me, không phải là anh. Ok, và anh không thể đồng tình với Ngạn được ha. Quay trở về bộ phim thì thật ra mà nói thì Victor Vũ vẫn là một cái đạo diễn tài ba trong việc thể hiện những cái cảnh đẹp về đồng quê, right? Rất là xúc động, rất là đẹp ha, cái góc quay rất là đẹp. Ông ấy là một nghệ nhân với cái biệt tài quay được những đứa trẻ với ánh mắt trong vắt, với cái biểu cảm rất là trong sáng, rất là dễ thương. Cho nên anh nghĩ là nó gắn liền, nó làm mình hồi tưởng lại cái thời thơ ấu của mình, đúng không? Rồi dĩ nhiên là diễn viên nữ trong bộ phim đó, con gái Việt Nam mình đẹp quá các bạn ơi. Đó là niềm tự hào rất lớn của chúng ta. Nếu các bạn có dịp mà đi sang nước ngoài, các bạn sẽ nhận ra là thật ra phụ nữ Việt Nam của chúng ta đẹp lắm, hiểu không? It's beautiful. Ok, anh ngồi coi cạnh vợ anh mà anh còn xúc động nữa. Nhưng mà ngược lại anh ấy khắc họa được một cái người đàn ông mà anh nghĩ là ai da, rất là long dịch của và tiêu biểu, đó là đồng chí Ngạn. Ok, có hai thứ thôi anh sẽ nói thẳng về cái vấn đề này, có nhiều cái tình tiết khác nhau nhưng hai thứ mà anh nghĩ là nó bị làm sai đi trong phim, you know, đó là có thể có người ngồi mơ và thần tượng về cái tình yêu cao thượng, hy sinh và vĩ đại mà Ngạn dành cho Hà Lan. Nhưng một cách thẳng thắn, mặc dù anh vẫn là một người non nớt trong tình yêu, nhưng thẳng thắn là các bạn, cái thứ mà Ngạn dành cho Hà Lan không phải là tình yêu. Cái thứ mà anh ấy lầm tưởng và ngộ nhận là tình yêu cho Hà Lan, đó không phải là tình yêu mà là một sự áp đặt và là một cảm xúc rất là ích kỷ, rất là vị kỷ. Ok, bởi vì sao? Một điều đơn giản nhất thôi, đó là Ngạn chưa bao giờ hiểu, chấp nhận được Hà Lan hết. Và nếu các bạn biết, cái mà anh nghiệm ra sau vài cuộc tình và 12 năm lập gia đình, yêu nhau, xây dựng một gia đình với nhau, trải qua tất cả những thăng trầm với nhau, rồi 15 năm yêu nhau và rồi 12 năm là vợ chồng, đó là tình yêu thật sự. Cái việc quan trọng nhất khi yêu nhau không phải là chăm sóc, bảo ban, rồi nấu cháo cho nhau ăn, rồi đưa tiền, đưa bạc cho nhau, dẫn nhau đi chơi, không đâu. Dĩ nhiên cái đó cũng dễ thương, nhưng mà cái việc quan trọng nhất và khó nhất và sâu sắc nhất khi hai người yêu nhau, đó là họ hiểu và họ chấp nhận nhau. Họ hiểu nhau và họ chấp nhận nhau. Và đây là điều mà Ngạn đã thất bại. Ok, còn những cái mà mọi người trách anh ấy, như là anh ấy rụt rè, anh ấy nhát gái, anh ấy không dám hôn cô ấy khi mà cô ấy đã đưa gương mặt của mình đến rất gần, thì ok, có những bạn như vậy thì mình phải tôn trọng thôi. Anh cũng không có, tại nhiều khi cái tình yêu ở thời đó nó là vậy, thì anh không có cái, anh không có problem, anh không có vấn đề với cái chuyện mà lẽ ra anh ấy nên có được cái nụ hôn đó trên đồi sim tím cho nó wow. Thì dĩ nhiên anh là anh quất rồi, tao là tao quất tới nóc luôn rồi. Nhưng mà well, có những bạn họ rụt rè hơn thì mình phải tôn trọng thôi, không có sao hết. Nhưng cái điều cốt lõi nhất là gì? Đó là cho đến cuối bộ phim, Ngạn chưa bao giờ thật sự hiểu là Hà Lan là một cô bé thuộc về phố thị. Cô ấy thuộc về nơi đó, cô ấy tìm thấy sự hạnh phúc ở phố thị, của sự rực rỡ, của thời trang, của cái lối sống năng động của thành thị. Có thể là cô ấy chưa tìm thấy được sự hạnh phúc của mình ở thành thị, nhưng cô ấy thuộc về nơi đó. Đó là điều mà cô ấy muốn, và đó là thứ mà anh ấy đã không thể đáp ứng được cho cô ta.
Thì đó là cái điều mà cho đến hết câu chuyện thì Ngạn vẫn chưa bao giờ thật sự chấp nhận được chuyện Hà Lan là một cô bé say mê phố thị. Mà điều đó có thể làm cho cô ấy đau khổ, right? Nhưng anh ấy phải hiểu và chấp nhận được điều đó. Còn về mặt cơ bản, Ngạn không chấp nhận được chuyện đó. Cái khoảnh khắc đỉnh điểm là gì? Là khi mà Hà Lan rơi vào sự suy sụp, khi mà cái người yêu, cái anh chàng vest đỏ rất là sến súa quyết định bỏ cô ấy, thì cô ấy đứng trên ban công mà khóc, đúng không? Và rồi khi đó là khi mà Ngạn xuất hiện đúng lúc, và rồi Hà Lan quay lại và dựa lên bờ vai của anh ấy, thì câu đầu tiên mà Ngạn nói đó là quay trở về đo đo với anh. Mà ngay lúc đó Hà Lan buông cô ta ra liền, buông anh ta ra liền, nói no, you don't get it, anh không hiểu à, em thuộc về cái cuộc sống này. Và cô ấy say mê cái cuộc sống của thành thị. Đó là lý do mà cô ấy sẵn sàng làm một cái điều không dễ chút nào hết, đó là rời xa con gái mình để được sống với cái sự say mê đó của mình. Và ngay tức thì lúc đó là lúc Hà Lan buông ra và nói là từ bao nhiêu năm nay rồi anh vẫn không nhận ra được điều là I love this life, right? Còn dĩ nhiên là Ngạn nói là không, ơi em đi về đo đo với anh đi, bởi vì ở đo đo nó an toàn hơn cho em, còn cái đời sống ở phố thị này nó phức tạp lắm, nó khó khăn lắm, nó bon chen lắm, cho nên thôi em về đo đo với anh đi để nó tốt hơn cho em. Nhưng các bạn nghe cái câu nói đó có quen hay không? Cái câu nói đó là cái câu nói mà thật ra tất cả những ông bố bà mẹ khi họ áp đặt con cái của mình, họ cũng nói y chang giống vậy. Họ nói con về làm ở cái công ty này đi, bởi vì ba đã sắp đặt hết cho con rồi. Cái vị trí này nó an toàn lắm, nó tốt lắm, nó tốt cho cuộc đời của con. Có các cô, có các chú lo lắng cho con cái này cái kia rồi. À, con ơi, thôi con về quê đi, làm cái việc này đi để cho ba yên lòng, rồi nó cũng tốt cho con. Ba, họ gọi nó là tình thương. Nói là tao thương mày tới vậy mày còn muốn gì nữa, tao lo hết cho mày, tao sắp đặt hết công ăn việc làm cho mày rồi, sắp đặt cả cuộc đời cho mày luôn, tao sắp cái người để cưới, you know, để phối ngẫu với mày luôn rồi, mày còn muốn gì nữa, tao thương mày vậy mày còn muốn gì nữa. Nhưng đó đâu phải là tình thương các bạn, right? Well, bởi vì khi làm điều đó, không biết bao nhiêu ông bố bà mẹ đã làm cho con cái của mình đau khổ. Bởi vì chúng nói là ba mẹ có bao giờ thật sự hiểu con chưa, ba mẹ có bao giờ thật sự hỏi là con muốn cái gì chưa, con say mê cái gì chưa. Cho nên đó là thứ mà Ngạn đã không làm được. Đó là điều cơ bản nhất của tình yêu mà anh ấy đã không làm được. Anh ấy chưa bao giờ thật sự hiểu và chấp nhận Hà Lan với cái khát khao và sự say mê của cô ấy. Alright. Và anh ấy tạo nên một cái áp lực khủng khiếp cho cả cuộc đời của Hà Lan bằng sự hy sinh của mình. You know? À, và anh ta mong đợi là với sự hy sinh đó anh ta sẽ thay đổi được cái quyết định của Hà Lan. Hiểu không? Thì anh nghĩ đó là cái điều ngộ nhận rất là lớn. À, người ta kêu là Ngạn si tình là chỉ yêu cả cuộc đời chỉ yêu mình Hà Lan thôi. Anh xin lỗi, cái cuộc đời của mình Ngạn chỉ yêu mình bản thân của mình mà thôi. Trong cái tim của anh ấy chỉ có một mình anh chàng Ngạn cố gắng bấu víu vào một cái ký ức tuổi thơ nào đó đã qua rồi. Anh ấy nói với Hà Lan là phải chi ngày đó chúng ta đừng rời đâu đó. Và rồi Hà Lan quay sang mà nói với con anh ấy là nhưng chúng ta đã rời đó đó. Và mười mấy năm rồi anh vẫn không chấp nhận được việc đó. Anh không chấp nhận được con người của em rời khỏi cái làng quê đó. Hiểu không? Cho nên anh nghĩ là cái tình cảm của Ngạn là một cái tình yêu vị kỷ, tình yêu vì bản thân của mình quá lớn. Rồi, và anh ấy chưa bao giờ thật sự hiểu mà chấp nhận Hà Lan hết. Cho nên đó là lý do mà anh ta khổ. Và không những anh ta khổ mà anh ta làm cho Hà Lan rất khó xử trong cả cuộc đời của cô ta. Alright, rồi anh làm cho con bé Trà Long hàm ân anh ấy. Alright, để rồi anh mất cả tình yêu đầu đời cho anh ấy. Chưa kể là anh ấy cũng làm cho Hồng cũng là một cái cô gái yêu một cách thiêu thân quá. Đây, hy sinh cả cái thanh xuân của mình để chờ đợi anh ấy. Ok, anh ấy làm cho ba người phụ nữ xung quanh mình khổ bên cạnh chính bản thân của anh ta. Còn người đàn ông mà làm cho phụ nữ khổ thì làm sao mà là chỗ dựa cho anh, cho cô ta được, right? Cho nên có ngu mới đặt cược cuộc đời của mình cho một người đàn ông như Ngạn. Anh rất tiếc,
anh tưởng là anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Ok, còn một điều cuối cùng nữa thôi, anh nghĩ là về cái bộ phim đó là thứ mà anh nghĩ là nó hơi phiến diện chút xíu ha, đó là trong càng bộ phim đó mình nhìn thấy là nó đưa ra một cái cảm nhận không công bằng lắm cho thành thị, you know? Bởi vì tất cả những cái hình ảnh của Đo Đo không phải là hình ảnh, you know, luôn là những cái rừng cây bạc ngàn, luôn là xanh tươi, you know? Chứ không có những cái mùa giá rét rồi lạnh teo cái đít, đúng không? Rồi không có cái sự, you know, ngay cả một cái phiên chợ nó cũng không có cái sự nhếch nhác, sự thiếu thốn, mà nó luôn là cái hình ảnh của cái sự vui vẻ, rồi cái làng quê Đo Đo lúc nào cũng đẹp, rồi con người Đo Đo thì lúc nào cũng nhân hậu, cũng hiền lành, cũng yêu thương bảo bọc nhau, rồi thành phố thì toàn là sự thác loạn, you know, thành phố thì là vũ trường, là ăn chơi, right? Rồi là sự tráo trở, thành phố thì là những con người như là bà cô của Hà Lan, đúng không? Là những con người mà lấm lét đầy cái nỗi sợ. Thì anh nghĩ đó là cái nhìn không công bằng cho thành phố. Còn lại thì anh rất là nghĩ là làng quê có cái đẹp của nó, anh hoàn toàn tôn trọng chuyện đó. Nhưng mà còn anh tin là gì? Là ở thành phố đúng là nó có cái sự khắc nghiệt, nó có cái sự bon chen của nó, nhưng nó cũng có tình người, nó cũng có cái sự quan tâm, nó cũng có cái khát khao, nó cũng có cái sự say mê, nó cũng có cái sự quyết liệt, sự chân thành của nó. Cho nên anh nghĩ là bộ phim làm cho anh băn khoăn là làm chúng ta bắt đầu ghét thành thị à. Anh xin lỗi, anh sinh ra quê của anh là thành thị, thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Mà rồi wow, tuổi nhỏ anh cũng chơi, anh cũng mê nhạc rock, thì có gì sai à? Chứ cứ phải chơi nhạc cổ truyền, nhạc dân tộc thì mới là, nhớ nó là hay à? Nhạc rock có gì không hay, đúng không? Nhạc Mỹ có gì không hay, nhạc Hàn Quốc có gì không hay, why not? Thì cái bộ phim nó có một góc nhìn hơi phiến diện về cái đời sống đô thị, thì đó là cái thứ hai mà anh không thích. Ok, đó là quan điểm và góc nhìn của cá nhân anh, đúng không? Từ những cái trải nghiệm của anh, từ cái suy nghĩ của anh thôi. Nhưng mà again, là một cái tác phẩm nghệ thuật chắc chắn sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau. Thì anh biết là khi, thậm chí anh muốn kể cho bạn nghe luôn là trong lúc anh làm cái reaction này thì ngồi đối diện với anh đó là anh Minh, đúng không? Thì anh Minh là một người rất là mê phim Mắt Biết. Nghe cho mắt liếc, chém mắt biết, anh Minh cũng rất là đau khổ và tay chịu bức xúc. Cho nên là sẽ phải rất cởi mở với nhau thôi. Đó là nếu mà các bạn có những cái quan điểm, những cái góc nhìn hoặc là những câu hỏi dành cho anh, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể comment, chia sẻ bên dưới. Và anh rất mong là cái channel của anh là một cái nơi để chúng ta chia sẻ với nhau những góc nhìn, đúng không? Những cái quan điểm mà không có cái sự phán xét cá nhân, đúng không? Hoặc là nhân cách của nhau, mà mình chia sẻ với nhau để rồi có một góc nhìn thoáng hơn, rộng hơn, học hỏi, cởi mở với nhau. Ok, thì đó là góc nhìn của anh. Alright, và anh rất mong nhận được những comment và chia sẻ của các bạn ở bên dưới để chúng ta chém gió với nhau, để chúng ta cà khịa với nhau. Sao? Phải cà khịa với mắt liếc hả? Ok. Cái cuối cùng thôi, đó là phần này không dành cho những người tới lúc này quá bức xúc. Nếu ai cảm thấy bức xúc thì xuống comment đi, đúng không? Ai không vừa ý hay là phẫn nộ gì thì xuống dưới comment. Bởi vì cái tiếp theo tôi chia sẻ sẽ còn nặng đô hơn nữa. Well, nó gọi là thuyết âm mưu. Cái này tôi thêm cho vui thôi nha. Thuyết âm mưu của anh Chí nói là gì? Hai điều mà tao nghĩ là thuyết âm mưu ở đây là tất cả tụi bay có thể ý tại tại sao, right? Thằng Ngạn là cái người hy sinh nhiều nhất, mà trong cái poster lại là hình con Hà Lan mắt biết, bởi vì tất cả đều là sự tính toán của con Hà Lan hết. Thuyết âm mưu nghe, thuyết âm mưu nghe, tất cả đều nằm trong cái bàn tay toan tính của con Hà Lan hết. Con này đáng sợ lắm. Thứ nhất, đó là nó gài để nó có bầu với thằng Dũng. Bởi vì con Hà Lan nó rất mê thằng Dũng, hiểu không? Mày hiểu không? Cái ngày mà nó mất thằng Dũng là coi như nó thẫn thẫn thờ thờ, và đó là lúc mà gần như là nó khóc sướt mướt nhất. Alright, còn sau này nó đau đẻ, nhiều khi nó còn khóc mạnh nữa. Thấy không? Lúc mà nó ở trong cái căn nhà mà dơ bẩn dán chuột sùm đó, nó cũng không khóc, mà lúc mà nó mất thằng Dũng, đúng không? Nó khóc. Thằng Dũng đi theo con kia rồi anh ơi, thằng Dũng đi theo con kia rồi anh ơi. Và vì vậy nó muốn gài hàng thằng Dũng. Mà nó muốn gài thằng Dũng chỉ còn một cách duy nhất gài thằng Dũng thôi, thằng Dũng là playboy mà. Muốn gài nó thì phải dùng một tuyệt chiêu cuối cùng, đó là dính bầu. Cho nên thuyết âm mưu của tao
tao nghi là nó cố tình dính bầu với thằng Dũng. À, mà thời đó thằng Dũng chưa có công cụ bảo vệ, cho nên thằng Dũng chết dính bầu. Bằng chứng là khi mà thằng Ngạn mò đến nhà của con Hà Lan, nghĩ là con Hà Lan đang rất suy sụp, right? Bởi vì bị dính scandal, you know, dính fraud giống vậy. Nhưng mà khi cộc cộc cộc, ai gọi đó, tôi là Thỏ, đúng không? Thì Hà Lan mở cửa ra, mặt của nó ráo hoảnh, không có một chút nước mắt, không có buồn, không có ân hận vì chuyện đã xảy ra. Và nó đinh ninh là anh Dũng sẽ đến cưới em, bởi vì nó tính hết rồi. Tụi bay hiểu không? Tụi bay hiểu không? Thằng Ngạn ngu lắm, phải không? Thằng Ngạn không nhìn ra được, cho nên tao mới nói là con Hà Lan nó tính hết rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tao nói tiếp luôn. Cái đoạn mà khiến cho bà con phẫn nộ nhất là mười mấy hai chục năm không có nhận ra tình yêu của thằng Ngạn. Right, thằng Ngạn nó xách mặt lên mỗi tuần luôn, nó dắt con dắt cái lên, nó thể hiện đủ điều hết rồi. Con Hà Lan vẫn không yêu nó. Vậy mà tại sao phút cuối rượt xe lửa chạy sấp mặt lờ luôn, mang về cao gót, chạy tét gót luôn để rượt theo xe lửa? Tại sao? Rất nhiều người phẫn nộ nói chi tiết này là không hợp lý. Tại sao đột nhiên nghe vài lời nói của con Trà Long rồi lao theo thằng Dũng, chạy rượt xe lửa luôn? Trời ơi, con gái con lứa, sức khỏe không có, mang giày cao gót, thấy xe lửa rượt theo xe lửa, chạy theo xe lửa. Bà con kêu vô lý. Không, tao nói là cực kỳ có lý. Tại sao nó rượt theo xe lửa tụi em biết không? Tại nó kêu Ngạn quay về lo cho con Trà Long giùm nó, hiểu không? Nói trời ơi anh ơi, anh khổ quá, bây giờ anh đã nuôi nhỏ lớn rồi, phải không? Bây giờ anh bỏ đi rồi, anh Trà Long giờ ai lo? Không lẽ giờ em về quê em lo cho Trà Long rồi sao em trên thành phố em kiếm trai được? Anh hiểu không? Cho nên nó rượt theo để làm chi? Nó thuyết phục thằng Ngạn quay về quê ở với con Trà Long giùm nó, phải không? Để nó tiện đường lên thành phố, nó tiếp tục tìm giai. Tụi mày hiểu chưa? Cho nên đó là lý do mà nó tất tả rượt theo Ngạn. Trời ơi, thấy thương quá trời. Bà còn khóc trước mướt. Hiểu không? Nó là thiết âm mưu. Cái này tao có làm lố một chút nha, đứa nào mà fan mắc biết mà tao nghĩ chỗ này chắc là lóc thịt lóc da tao luôn á. Cho cái này là tao giỡn nha. Chúc các bạn vui vẻ.